Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Kính chào khán giả thân thương của FPT Play đã đến với chương trình tổng hợp sau vòng 17 giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024. Và sau đây sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý. Đội đầu bảng xây chắc ngôi đầu. Derby rực lửa, đội bóng áo lính phục hận thành công. Hoàng Vũ Sam Sơn nhấn chìm các nhà đương kim vô địch. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành giúp phố núi kéo dài niềm vui. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trước bộn bề lo lắng. Sau chiến thắng kịch tính trước câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 16, đội đầu bảng thép xanh Nam Định trở lại sân Thiên Trường để tiếp đón một đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu khác, đó là BKMX Bình Dương. Chính tại đây, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã chứng tỏ được bản lĩnh cùng quyết tâm giành chức vô địch mùa giải năm nay. Chỉ trong vài ngày, thép xanh Nam Định gặp hai đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch V-League. Sau thắng lợi sát nút trước Công an Hà Nội ở vòng trước, đội bóng Thành Nam đặt quyết tâm tiếp tục có được 3 điểm trước BKMX Bình Dương để nới rộng cách biệt cho cuộc đua vô địch. Ở trận đấu trên sân Thiên Trường tối 8 tháng 5, hai đội nhập cuộc nhanh và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Sau khoảng 10 phút, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chủ động pressing tầm cao và gây ra khó khăn cho đội khách BKMX Bình Dương. Đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số ở những phút bù giờ của hiệp 1. Rafenson dùng ngược hãm bóng đi hơi xa, nhưng Giang Clesio cũng cản phá không tốt. Để ngoại bình của thép xanh Nam Định tung chân sút chéo góc thành công. Sang hiệp 2 được 3 phút, Bình Dương bị đẩy thêm vào thế khó khi Tiến Linh chấn thương. Tuy nhiên, đội khách không chùn bước và có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 64 của Bùi Vĩ Hào. Thủ môn Nguyễn Mạnh đổ người đúng hướng, nhưng tường bóng đã ra ngoài khung thành nên thủ tài lại khiến cổ động viên Nam Định ngỡ ngàng. Quyết không chia điểm, Nam Định vùng lên mạnh mẽ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp với hai bàn thắng cũng của tiền đạo chủ lực Rafenson ở các phút 75 và 82. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-1 cho các cầu thủ thép xanh Nam Định. Thật ra thì chúng tôi tới đây cũng năm trước rồi. Chúng tôi thực lực không mạnh hơn đội Nam Định. Những năm nay họ vô địch thì họ xứng đáng. Những gì chúng đội chúng tôi đã làm cũng đã làm hết sức mình. Chúng tôi muốn đá đôi công nhưng mà sớm chúng tôi mất những tiền đạo chủ lực như Tiến Linh hoặc Cường. Anh ta có vấn đề thể lực, tôi buộc phải thế ra. Tôi nghĩ là hôm nay đội chúng tôi cũng chơi tốt. Chúng tôi cầm cự tới giờ này nhưng mà ở Nam Định thì họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Thực tế là cái số điểm được lưới rộng nhưng mà tôi nghĩ vẫn phải cố gắng trận đấu tiếp theo vì chỉ cần sẩy chân một cái là các đối thủ họ cũng có thể họ rút ngắn lại khoảng cách. Mà còn 9 vòng đầu nữa, do vậy là vẫn phải tập trung từng thi đấu từng trận một. Chiến thắng này giúp Nam Định vững vàng ở đỉnh bảng giải vô địch quốc gia V-League 2023-2024 với 38 điểm sau 17 trận. Họ hơn đội xếp thứ 2 BKMX Bình Dương 8 điểm và đội xếp thứ 3 Maryland Quy Nhơn Bình Định 9 điểm. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tự tin khẳng định ngôi vô địch V-League sẽ sớm được định đoạt trong tháng 5 này. Sau thất bại đáng thất vọng ở vòng 16, câu lạc bộ Thể Công Viettel bước vào trận derby với câu lạc bộ Hà Nội với bộn bề công việc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng và các học trò đã giành trọn 3 điểm, đồng thời trả món nợ thất bại ở trận đấu lượt đi. Ngay khi bóng lăn, trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thể Công Viettel đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ở trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik và trợ lý huấn luyện viên trưởng Choi Won-won đã có mặt trên sân hàng đẫy để dự khán. Dưới sân, các cầu thủ của hai đội cũng nhanh chóng thể hiện mình với hy vọng lọt vào mắt xanh của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuấn Hải là người có cơ hội rõ ràng nhất trong những phút đầu trận
Đáng tiếc là cú dứt điểm bằng chân không thuận của cầu thủ này lại đưa bóng đi vào xà. Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút thứ 21, Nhâm Mạnh Dung kiến tạo cho Hoàng Đức đặt lòng cực đẹp, đưa bóng bay thẳng vào góc chéo khung thành, mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực vùng lên của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Daiki Iwamasa còn nhận thêm một bàn thua nữa ở phút bù giờ cuối cùng với pha chớp cơ hội tốt của Trương Tiến Anh. Những đội bóng chơi có lối chơi thì họ duy trì những lối chơi của họ. Với những đội bóng mà họ phòng thủ chặt chẽ mà thì cái cơ hội nó ít hơn. Tuy nhiên thì chúng cũng không phải là khó. Với cái trận đấu chúng tôi thua trong khi mà phải được gặp những đội bóng phòng thủ thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng sẽ phải cần để rút ra những cái bài học cho cầu thủ. Đấy, cũng như là cái triển khai lối chơi để sao nó tốt hơn. Còn lại thì tôi cho rằng là với những trận đội bóng mà gặp đội bóng chất lượng thì Thể Công Viettel thì luôn vẫn thể hiện được cái phẩm chất của mình. Dù không có được kết quả như ý muốn, nhưng huấn luyện viên Daiki Iwamasa vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, ông cũng muốn các cầu thủ nỗ lực hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải. Trong bóng đá luôn có thắng, có thua. Thông qua mỗi trận đấu, chúng tôi luôn rút kinh nghiệm, chỉnh sửa các sai lầm để các cầu thủ có thể chơi tốt hơn, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Tôi mới đến đội bóng làm việc được khoảng 4 tháng. Các cầu thủ còn phải làm quen nhiều thứ, từ cách làm việc mới tới lối chơi mới. Trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với trận đấu ở vòng 16 trên sân Vinh khi chúng tôi hòa Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-1. Tiếc là các cầu thủ đã không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải cải thiện khả năng dứt điểm. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ để cải thiện điều đó. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, đội bóng áo lính giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội ở sân chơi V-League. Lần cuối cùng họ vượt qua đối thủ này là vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có 20 điểm, tạm bỏ xa nhóm có thể xuống hạng 5 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn đứng thứ 6 với 23 điểm. Vòng tới, Thể Công Viettel tiếp Maryland Quy Nhơn Bình Định trên sân nhà, còn Hà Nội FC làm khách của đội bóng đang lao đao là Hùng Lĩnh Hà Tĩnh. Xét về mặt lực lượng và vị trí trên bảng xếp hạng, Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn dù phải làm khách của câu lạc bộ Quảng Nam. Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra khi các nhà đương kim vô địch V-League gục ngã bởi tấm thẻ đỏ của Văn Thanh và cú đúp của Hoàng Vũ Samson. Cho bóng vào, đánh đâu, gol! Quảng Nam là team thì hiệp 1 chúng tôi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông và chơi thấp của Quảng Nam. Đến hiệp 2, Văn Thanh bị thẻ đỏ, tình thế trên sân đã thay đổi. Tôi đã có một vài điều chỉnh chiến thuật để có thể giành 3 điểm nhằm bám sát đội đứng đầu dẫn đến sai sót. Là huấn luyện viên, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua này. Huấn luyện viên kia thì sắc, nhận lỗi sau trận thua 0-2 trước Quảng Nam trên sân Hòa Xuân ở vòng 17 V-League. Đến làm khách trong tâm thế được đánh giá cao hơn, nhưng Công an Hà Nội đã gặp nhiều khó khăn trước thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Tình huống đáng chú ý nhất mà các học trò của huấn luyện viên Kê Tý Sắc tạo ra trong hiệp 1 chính là pha sút phạt của Quang Hải ở phút 36. Trong khi đó, Quảng Nam tạo ra được nhiều cơ hội ngay từ đầu trận. Bước ngoặt của trận đấu chỉ xuất hiện khi Văn Thanh bị thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài sau tình huống va chạm với Lê Xuân Tú. Với lợi thế hơn người, Quảng Nam sau đó nhanh chóng có được hai bàn thắng nhờ công của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Ở Hà Nội đầy đủ con người, người ta có thể là áp đặt lên bất cứ đội bóng nào ở V-League để chơi. Đấy thì chính ra mà nói tại sao Công an Hà Nội thua Thể Công Viettel 2 trận. Thì vì lúc đấy là Thể Công Viettel phòng ngự phản công. Chỉ cần sơ hở là Công an Hà Nội sẽ trả giá thôi. Đấy thì tôi cũng áp dụng vào cái chiến thuật của tôi, thì từ xưa đến giờ tôi cầu thủ của tôi vẫn biết mình biết ta. Nên là cứ phòng ngự chặt để phản công nhanh. Thất bại trên sân Hòa Xuân khiến đội đương kim vô địch Công an Hà Nội rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng là Thép Xanh Nam Định 10 điểm, trong khi Quảng Nam củng cố vị trí giữa bảng với 22 điểm. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp nối chuỗi phong độ tệ hại khi bại trận tại sân Thống Nhất. Tuy nhiên, họ còn thiệt hại nặng nề hơn khi huấn luyện viên Veliza Popov có những hành vi gây tranh cãi và phải nhận thẻ đỏ. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất cùng tâm lý nặng trĩu.
Họ từng được xem là ngựa ổ với lối đá rực lửa nhưng không kém phần hiệu quả. Song thành tích thời gian gần đây của thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov lại không được như ý. Vì lẽ đó, đội bóng chịu áp lực phải thắng ở vòng 17. Cả hai đội đều đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Đông Á Thanh Hóa cố gắng tổ chức tấn công, song mũi nhọn nơi hàng công Rimario bị khóa chặt nên các đường lên bóng của họ kết thúc trong bế tắc. Ở khu vực kỹ thuật, bầu không khí cũng rất nóng. Huấn luyện viên Veliza Popov và các thành viên ban huấn luyện đội khách liên tục có những phản ứng gay gắt với trọng tài. Rốt cuộc, chiến lược gia người Bulgari cùng nhiều thành viên của đội đã phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, những lời tranh cãi của huấn luyện viên Popov không thể giúp Đông Á Thanh Hóa chơi tốt hơn. Phút 50, họ bị thủng lưới khi Võ Huy Toàn trao bóng chính xác cho Santiago Patino đánh đầu lập công. Phút 61, một lần nữa hàng thủ của đội khách lung lay. Lần này, Patino là người có đường chuyền cắt ngang khung thành cho Võ Huy Toàn băng xuống. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng phạm lỗi khi cố gắng ngăn cản bàn thua. Và trên chấm phạt đền, Chiric Timite ấn định tỷ số 2-0 với một cú Panenka. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại là hình ảnh không đẹp của huấn luyện viên Veliza Popov. Tôi nghĩ tình huống đó thì tôi bảo vệ cầu thủ của tôi. Thật sự thì trong tình huống đó thì tôi nghe cái sự mà cái thầy trên sân cái cầu thủ của tôi đã có những cái tranh luận với lại Popov, thì tôi nghĩ thì Popov không tôn trọng cầu thủ của tôi và tôi phải có những cái phản ứng để tôi bảo vệ cầu thủ của tôi trong sân để anh ta tập trung vào thi đấu. Lúc này, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang bị sóng gió bủa vây. Thất bại trên sân Thống Nhất đã là trận thứ 8 liên tiếp không thắng của họ. Nghiêm trọng hơn, đội bóng tấn công rực lửa trước đây đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp tịt ngòi khó tin. Đó là những vấn đề mà huấn luyện viên Veliza Popov cần phải tính toán bên cạnh việc tiết chế để tránh các án phạt không đáng có. Vòng chung kết U17 nữ châu Á Indonesia 2024 khởi tranh từ ngày 6 tháng 5 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Ở trận đấu với đội đang đứng cuối bảng Khánh Hòa, câu lạc bộ Hải Phòng có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Lương Hoàng Nam ở phút thứ 19. Tuy nhiên, sau bàn thắng khai thông thế bế tắc này, cao trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại đánh mất thế trận và để cho Khánh Hòa ghi liền hai bàn thắng ở các phút bù giờ của hiệp 1. Minh Lợi và cả Wans Landi Leaza là các cầu thủ lập công để giúp đội bóng Phú Biển kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-1. Bước sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách chỉ mất 15 phút để làm được điều mình cần. Có lẽ cái khoảng khắc nó diễn biến nó nằm ở cái tình huống bị phạt góc, tình huống khi mà đối phương gỡ hai đều. Cái tình huống đó nó làm cho tinh thần của chúng tôi nó có sa sút, vì trong một khoảng thời gian rồi chúng tôi chưa có những cái chiến thắng, thì khi mà chúng tôi bị gỡ hòa những cái phút như vậy thì nó khiến cho tâm lý của cầu thủ chúng tôi tỏ ra lo lắng, và cái điều đó nó cũng dẫn đến cái hiệu quả không tốt. Bàn quân bình tỷ số giúp các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chơi thanh thoát hơn. Trong khoảng thời gian còn lại, đội bóng xứ Hoa Phượng Đỏ có thêm hai bàn thắng nhờ công của Lucao và Nguyễn Văn Minh. Thì trận đấu ngày hôm nay thì bóng tôi chơi rất tốt, chúng tôi xứng đáng có chiến thắng. Khi chúng tôi có bàn thắng rất sớm và chúng tôi rất nhiều cơ hội, nhưng mà phút cuối thì cầu thủ hơi trùng xuống và Khánh Hòa để đẩy lên, thì sau hai phút cuối Khánh Hòa hai bàn thắng. Thì sang hiệp hai thì tôi nói cầu thủ là người chơi nỗ lực và khác cao hơn. Lúc này khó khăn càng thêm chồng chất với Khánh Hòa, trận thua thứ 11 trong mùa giải khiến các học trò của huấn luyện viên Trần Trọng Bình tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm sau 17 vòng. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng có 24 điểm sau 17 trận và vẫn chưa từ bỏ hy vọng giành huy chương tại mùa giải này. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đang có những bước tiến mạnh mẽ. Trước trận đấu với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku, họ đã có 7 trận bất bại. Tuy vậy, các cầu thủ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai hiểu rằng chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ có ý nghĩa quan trọng trên con đường trụ hạng. Tuy được đánh giá cao hơn
song LP Bank Hoàng Anh Gia Lai không có được thế trận lấn lướt, một phần do thiếu Trương Ngọc Quang vì án treo giò. Tuy vậy, đặc sản phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn được các học trò áp dụng thành công. Phút 19, bàn thắng đã tới với đội chủ nhà. Đinh Thanh Bình đánh dấu sự trở lại của mình với bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. LP Bank Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục là đội chủ động hơn, nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng cơ hội. Trong khi đó, hàng công Sông Lam Nghệ An vẫn thể hiện bộ mặt bế tắc khi đối đầu với cặp trung vệ ngoại cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thực ra thì trận đấu này thì khi vào trận đấu thì chúng tôi cũng có một vài cơ hội tốt nhưng mà không dứt điểm được. Sau đó khi mà bị đội Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn thì đội cầu thủ cũng có một chút bị tâm lý. Nên là cái việc phối hợp ở những cái đường chuyền cuối cùng chưa tốt. Tiếp tục thêm một cái trận thắng thì cái số điểm của Hoàng Anh Gia Lai được tăng lên và cái thứ hạng cũng được cải thiện. Thì nó đúng như cái mục tiêu mà chúng tôi đề ra, vì chúng tôi trước cái trận đấu mà gặp mà Thể Công, mặc dù là lúc đó là 7-6 trận bất bại, nhưng mà cái thành tích bất bại nó không nói lên được điều gì, bởi vì chúng tôi rất là cần điểm. Thì sau thắng trận Thể Công và thắng trận này thì cái cửa mà trụ hạng, cái mục tiêu mà trụ hạng của Hoàng Anh Gia Lai mở ra rất là lớn. Chiến thắng trên sân nhà giúp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 8, qua đó tránh xa khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, nguy cơ phải đá playoff trụ hạng đang hiện hiện trước mắt Sông Lam Nghệ An, dù mùa giải V-League 1 vẫn còn tới 9 vòng đấu nữa. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận được sự chú ý không ngờ. Song điều này không đến từ yếu tố chuyên môn mà bởi những vấn đề xung quanh đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Việc năm thành viên đội bóng vướng vòng lao lý đang khiến cho chiến lược gia 47 tuổi phải đau đầu về bài toán lực lượng. Ngay trước vòng 17 giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải đón nhận tin xấu khi năm cầu thủ của họ bị tạm giữ vì sử dụng chất cấm. Đây là cú sốc lớn về mặt tinh thần với cả đội và riêng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, nhất là khi ông vừa đón sinh nhật tuổi 47. Tuy vậy, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiểu rằng điều quan trọng trước mắt họ là tìm cách chơi tốt trước đối thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Do thiếu vắng nhiều trụ cột nên huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải đưa ra các phương án đội hình chắp vá. Tuy ở thế khó, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 45 phút đầu không tệ. Họ không bị thủng lưới và thậm chí còn tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi khi huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tung Cao Văn Triển vào sân để củng cố tuyến giữa. Với thế trận tốt hơn, các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định bắt đầu có cơ hội bắn phá khung thành đối thủ. Phút 60, nút thắt trận đấu được cởi bỏ với siêu phẩm của Alan. Từ phút 76, một lần nữa thủ môn Nguyễn Thanh Tùng phải làm nền cho siêu phẩm. Lần này, người lập công chính là Nguyễn Văn Đức, một cựu thành viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những cái bàn thắng trong ngày hôm nay thì rất là nỗ lực của rất nhiều của tập thể, và nổi trội lên là những cá nhân người ta đưa ra những cái quyết định rất là tốt trong cái trận đấu vừa rồi, đã có hai bàn thắng xuất sắc rất là đẹp. Một vòng đấu buồn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cá nhân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Ông không có kết quả như ý trong trận đấu đầu tiên ở tuổi 47, nhưng quan trọng hơn cả là việc sốc lại tinh thần và cảnh tỉnh cầu thủ sau vụ việc đáng tiếc vừa qua. Tôi nghĩ rõ ràng là đây là một cái bài học đắt giá, không phải riêng chúng tôi mà cho tất cả cái các đội bóng. Thực sự ra là cái sự việc nào xảy ra thì thế thôi, bóng đá chuyên nghiệp mà, và chúng tôi cũng là người lớn cả, thế nên là chúng tôi biết là cái gì quan trọng hơn, và đối với chúng tôi thì tập thể đội bóng như thế này mới là quan trọng nhất. Bất kể đội câu lạc bộ nào thế thôi, nói chung là quan trọng nhất vẫn là câu lạc bộ, vẫn là cái tập thể và cá nhân nào. Tại vì chúng tôi làm việc bóng đá chuyên nghiệp thì có những quy chế và câu lạc bộ nó có chứ kể cả. Và cá nhân nào vi phạm cái quy chế thì cũng sẽ bị câu lạc bộ xử phạt thôi. Cực kỳ
vừa rồi. Không thể tin nổi bàn thắng rất đẹp, chúng ta phải nhắc tới Bùi Phi Hào rồi. Thật sự bất ngờ, đến Xuân Mạnh cũng bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Và lực chân rất nặng. Bàn thắng không ai ngờ tới. Anh bàn thắng chúng ta đang phải hô lên. Hoàng Nam, Hoàng Nam ơi! Mất hơn 20 phút thì Hải Phòng đã mở được tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây là bàn thắng thứ 3 của Hoàng Nam tại mùa giải năm nay. Chuyển dành cho Văn Đức. Văn Đức! Tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm bằng một cú sửa lòng, nhưng lần này không phải là Allen, đó là số 18 Văn Đức, và canh tiền đã được nhân đôi cho đội bóng chủ sân Quy Nhơn. Một cú đá bây giờ cho thủ môn Đào Văn Sơn dứt điểm và của các cổ động viên đang có mặt tại sân đấu chiến trường. Phải nói là đó là pha xử lý quá xuất sắc của Ra Benson, không biệt vị. Ra Benson không hề biệt vị, xử lý quá hay, cực kỳ gọn gàng và có cú đá cháy lưới. Bàn thắng hợp lệ dành cho Ra Benson và cho Thép Xanh Nam Định. Dứt điểm khá nguy hiểm và tỷ số là 1-0 dành cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Phút thứ 50 của trận đấu. Và khác biệt cuối cùng cũng đã được tạo ra bởi sân vận động Quy Nhơn. Đội đầu tiên của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Ở hiệp đấu thứ hai đến từ cú đánh đầu của Allen. Và bây giờ là một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả 7 trận đấu vừa qua, cùng với đó là bảng xếp hạng sau vòng 17 V-League 1 2023-2024. Quý vị, vừa rồi là những diễn biến chính của vòng 17 V-League 1 2023-2024. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vòng chung kết U17 nữ châu Á Indonesia 2024 khởi tranh từ ngày 6 tháng 5 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.